Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh trở lại với bãi kiểng của Bắc Sơn ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Cần Thơ quý cô chú anh chị nha. Trời thì cũng đang mưa nên hơi có tiếng ồn chút xíu, cô chú anh chị thông cảm với em ạ. Dạ hôm nay thì mình giao lưu một lô phôi mai vàng nha cô chú ha. Cây khá cây hết nha quý cô chú anh chị, có loại tứ quý nữa à. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho bác Sơn ạ. Dạ con xin chào bác Sơn ơi. Bác Sơn chào cháu Phương. Hồi xưa cũng thân ái chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có nhiều niềm vui mới ha. Hôm nay là mình năm tay mình mở cái clip mới nghe các bạn. Cuộc sống Cần Thơ Hậu Giang á. Cái cây đầu tiên là cây số 1. Dạ. Mình cho nó lẹ chút ha các bạn. Dạ. Trời mưa quá mình đưa quay là trời mưa đó. Dạ. Bữa nay trời hại xa dễ rồi bạn ơi. Dạ đầu clip là mã số 1 nha cô chú. Bữa nay là mã số 1 nha các bạn. Cây mã số 1 có giá 800 này nha các bạn. Dạ 800 ngàn mã số 1. Sáng. Dạ, dạ. Con đặt lên. Quỳnh thân đó vị trí này là 25. Tổng chiều cao nó là 32. Kính bầu nó là 37. Cây mã số 1 của ngày 5 tháng 7 nha các bạn. Cây này nó xù vậy đó, nó xù hết trơn. Nó lên da cóc hết trơn luôn. Nó lên da cóc luôn. Đế khá đế luôn hả? Cây này có giá là 800 nha các bạn, cây số 1. Dạ, 800 ngàn mã số 1. Dạ, các bạn nhớ số điện thoại Hồng Sơn là 0919 893950. Cây mã số 2. Có giá là 1,3 triệu nha các bạn. Dạ. Cây này trực đế nở nha mấy cô chú anh chị. Cây này trực, các bạn xem nha. Nó có một cục kìa nè. Quỳnh thân đo vị trí này là 25. Dạ. Dạ không, bà coi. Cái cục tròn là 40 nha các bạn. Cục tròn này là 40. Dạ. Tổng với chiều cao là 36. Kính bầu là 34 nha các bạn. Cây mã số 2 của cái clip ngày 5 nha các bạn. Nó xù xù nè. Nó xù. Dạ. Nó xù nách nha. Cây mã số 2 có giá là 1,3 triệu nha các bạn. 1,3 triệu mã số 3. Mã số 3. Dạ. Dạ. Yeah. Mã số 3. Số 3 cũng là phôi mai. Cũng là cây phôi nha các bạn, cây mai vàng. Nè các bạn xem nha, đó. Dạ, cái thân nó nu nặng nha cô chú anh chị. Nó dài dữ lắm rồi các bạn. Quỳnh thân đó vị trí này là 24. Dạ. Chiều cao là 31. Kính bầu là 33. Cái này là cái mai vàng nha các bạn. Này nó cục cục nó già. Cây mã số 3 có giá là 950 nha các bạn. Dạ 950 ngàn. Mã số 3 nha cô chú chị. Rồi mã số 4. Cây này một khối đặc luôn nha cô chú chị. Mã số 4 có giá là 1,2 triệu nha các bạn. Cây này dạ. Nó một khối nha các bạn. 1,2 triệu mã số 4. Cái quỳnh thân của cây chính đó là 16. Dạ rồi. Cái khối đặc chỗ này nó là 51 nha các bạn. Một cái khối đặc nó vậy nè. Đó các bạn xem. Cây này đâm tượng sống khỏe luôn cô chú chị nha. Cái nhựa mạnh này luôn. Chiều cao nó là 26. Quýt bầu cục này là 33. Cây mã số 4 có giá là 1,2 triệu nha các bạn. Dạ 1,2 triệu. Bữa nay mưa quá các bạn ơi. Mã số 5 các bạn. Dạ tiếp theo là phôi mai vàng đâm trụ sống khỏe mã số 5 luôn nha quý cô chú.
Mã số 5 có giá 1.400.000 nha các bạn. Dạ, 1.400.000. Nè các bạn xem nè, nó đâm tự kiểu rồi. Cây này bữa hôm nằm trong hốc mình không quay được, quên. Hoành thân đây là 30 nha các bạn. Dạ, 30 hoành. Chiều cao là 31. Kính bầu là 42. Nè các bạn xem cái đế đó nha. Đó. Nó làm dữ dội rồi đó các bạn. Cây mã số 5 có giá là 1.400.000 nha các bạn. Dạ 1.400.000 mã số 5 nha quý vị chú anh chị. Đây là cục tứ quý nha các bạn. Dạ phôi tứ quý mã số 6. Mã số 6. Cây tứ quý nha các bạn. Cái này hai thân nó cặp lại. Dạ. Hoành thân đây là 17. Dạ rồi. Chiều cao là 34. Cái hoành đế ngay chỗ này nó là 62 nha các bạn. Dạ. Chính bầu là 34. Cái này là gốc tứ quý nha các bạn. Dạ, cây đâm tự sống khỏe luôn nha cô chú anh chị. Đế nó đặt vậy nè. Cây này có giá là 1.200.000 nha các bạn. Dạ, ơi. Dạ, 1.200.000. Tôi cũng tiện quá ha, quay ra bỏ cũng đó. Dạ rồi. Các bạn. Các bạn thấy nó ngộ. Số 7 là một phôi giảo Tân Châu nha cô chú anh chị. Cái này giảo Phú Tân. Phú Tân. Mã số 7. Mã số 7 cây này là giảo Phú Tân này các bạn. Nó là nó quanh ba vòng này nè. Nó quanh ba vòng. Dạ. Cây này có giá là 700 nha các bạn. Dạ, 700.000. Ừ. Cái khoanh của nó to lắm, cái khoanh nó rộng này nè. Cái này quay cái phóng đất của phường. Dạ. Trời mưa. Cái vòng quanh nó là 48 á các bạn. Dạ rồi. Tính nó chiều cao nó là 23. Kính bầu là 28 nha các bạn. Cái này là giảo Phú Tân. Cây mã số 7 có giá là 700 nha các bạn. Dạ 700.000 mã số 7. Nha các bạn. Mã số 8 một cây trực luôn nha cô chú anh chị. Cái dáng trực nha các bạn. Dạ. Hoành thân đây là 34. Dạ. Tổng chiều cao là 56. Cái đoạn đó là 18. Dạ rồi. Cây này mã vàng nha các bạn. Mã số mấy? Dạ. Số 8. Dạ đúng rồi, bác ơi. Mã số 8. Tiền là 900. Dạ ta. Mã số 8 900.000. Cái máy vàng nha các bạn. Dán trực. Dạ rồi. Để tay tay đi. Dạ. Hồng sơn nha các bạn. Lúc này mấy bà bỏ hết trơn rồi bạn ơi. Chín hơn mà. Dạ đúng rồi bác sơ, mà số 9. Ướt quá. Mã số 9 gốc mai vàng nha các bạn. Dạ. Đó các bạn xem ơi, nó u quá nặng trơn nha. Hoành thân đo nó như vậy là 29 nha các bạn. Dạ, hoành thân 29. Chiều cao là 30. Các bạn thấy không? Nó quái quầm lắm cây này nè. Bạn nào thích nó quái quái. Nó hồi xưa người ta chặt nó ngủ lên cục nè các bạn. Đường kính bầu là 38 nha các bạn. Dạ. Cây này nó cũng khá to. Mã số 9. Có giá là 1.400.000. Dạ rồi. À, nó nung
quá cay luôn nha cô chú chị nha. Trời mưa quá nhớ ủng hộ Hồng Sơn nha các bạn. Xin đỡ cay luôn nha cô chú chị. Mã số 9 có giá là 1.400.000. Mấy nhánh nó nụ lên nha các bạn. Nè, nó nụ lên nè. Nó phù phì phì lên nè. Đỡ thôi. Dạ bọn phôi túi quý trực lắc nha cô chú anh chị. Số 10. Cái này mặt cắt cái nhựa mạnh luôn rồi quý cô chú anh chị ha. Số 10 gốc túi quý đó các bạn. Cây số 10 này giá 2.200.000. Rồi 2.200.000. Gốc túi quý một cốt lắc nha các bạn. Hoành thân đây là 34. Chiều cao là 56. Kính bầu là 42. Cây số 10 là cây tứ quý nha các bạn, nó lắc lượng vậy đó. Đó. Bạn nào chơi một cốt thì nó gọn lắm. Có giá là 2.200.000 nha các bạn, cây tứ quý. 2.200.000 cây này đế con cá đế nha cô chú anh chị. Các bạn nhìn xem nha. Dạ, tiếp theo là mã số 11. Rồi, cây 11 là cây tứ quý nha các bạn. Nè, các bạn xem nè, nó mọc thì sao một chùm này nè. Dạ, này cái nhựa mạnh luôn nha cô chú chị nha. Thân nó hồi vậy đó các bạn. Cái thân chính đó nè. Hoành cái thân chính là 24. Dạ. Chiều cao cây chính đó, nó là 38. Còn cái hoành của cái một cái chùm nhánh thì sao này nè các bạn, là hoành này nó 27 nè. Cái chiều cao của cái cụm sao này nó là 30. Tứ quý nha các bạn, kính bầu là 38. Cây số 11 là cây tứ quý có giá 1.700.000 nha các bạn. Dạ, 1.700.000. Nè các bạn xem kỹ lần nữa nha. Rồi. Đây. Dạ. Ở số 12 cây mai vàng nha các bạn. Dạ, phôi mai vàng cây phong ca đấy cô chú anh chị. Chị ra cây hết 10. Hoành thân đo đây là 40 nha các bạn. Dạ, 40. Hoành thân là 40 nè. Dạ rồi. Tổng chiều cao nó là 80. Các bạn thấy cốt cành ha. Nhưng mà nó có nhược điểm là nó có cái lỗ bọng chỗ này nha các bạn. Bọng mà không có sâu. Cho các bạn xem nè, nó bọng chỗ này nè. Nhưng mà không có sâu, cây thì mạnh ha các bạn. Đó, các bạn xem dàn đế nha. Nó có bọng chỗ đó. Đế khá đế nha cô chú. Mình tưới thuốc xong hết rồi. Nhưng mà mình không có chám lại, mình để vậy. Mã số 12 là cây mai vàng có giá là 2.900.000 nha các bạn. Dạ, 2.900.000 nha cô chú. Cây này nó khá đẹp với vàng thân nhưng mà nó có nhược điểm và nó lủng lỗ chỗ này các bạn. Nó lủng đâu hồi lâu lắm rồi. Đó. Mình không có chám lại, mình để cho các bạn nữa thấy ơn. Để chám rồi các bạn nói mình làm bùa làm phép đâu, kỳ lắm. Rồi, cây này là cây mai vàng. Cây số 12 có giá là 2.900.000. Dạ rồi. Cây này rất đẹp nha các bạn. Đó, cây này. Bán cây số này. Số 13 là cây quái luôn nha chú chị. Mình vô chậu nó lên rồi nè các bạn. Dạ. Cái này là mã số 10. Dạ, 13. 13. Hết giết được. Mười ba mình viết dưới hông nha các bạn. Mười ba cây này viết chữ dưới hông nè các bạn. Dạ. Đó các bạn thấy nó ngộ. Cây này có giá 900 nha các bạn. Dạ, 900 nha.
gian quá nha cô chú chị. Cái này của người ta trồng rồi mình dâm, mình về mình dâm lại nó lên rồi các bạn. Mạnh tốt. Các bạn nào mua an toàn. Mưa quá bạn ơi, cây số 10 3. Ừ. 13 bên hông này bạn. Dạ. Đó 13. Dạ con đỡ luôn nha chú. Cây này có giá 900 nha các bạn. Dạ. 14 là cây mai vàng nha các bạn. Dạ cây bonsai mini để bàn hết cô chú anh chị. Con quay rồi đi, con quay bà cô đi. Dạ. Coi có ai mua bán mẹ cô rồi. Dạ à, cây này là mã số 14 nha cô chú ạ. Mã số 14 nha các bạn, cây mai vàng. Hoành thân đó vị trí này là 20. Dạ 20 hoành. Tổng chiều cao là 27. Kính bầu là 33. Cây mã số 14 có giá là 1 triệu 4 nha các bạn. Dạ 1 triệu 4 nha cô chú ha. Dạ rồi. 5.000. Dạ mã số 15 nha cô chú anh chị. Thôi may vàng. Quỳnh thân đây là 16. Dạ. Chiều cao là 26. Đến nơi luôn nha cô chú anh chị. À, các bạn xem nha, đến hôm nha. Mã số 15 có giá 700 nha các bạn, nó hồi đầu đó. Dạ 700 ngàn mã số 15. Mình thích chơi cái cây nó hồi đầu nha các bạn. Có giá là 700 nha các bạn. Dạ. Dạ rồi. Dạ, mã số 16 là phôi mai vàng 5 tuổi sống khỏe luôn nha quý cô chú anh chị. Mười sáu, cây này có giá là 1.600.000 nha các bạn. Dạ, một cây quái quái luôn nha với cô chú anh chị. Dáng thú, dáng nằm nữa các bạn. Hoành thân đây là 18. Chiều dài cây nằm là 24. Dạ. Chiều cao là 20. 8. Kính bầu là 34. Nè các bạn xem nha. Con thú này nó đâm rồi. Cái này các bạn mua đi, an toàn không có gì dạ, hết. Dạ 1.600.000 nha quý cô chú anh chị. Giá 1.600.000 nè các bạn. Dạ. Nó đang đâm mục. Dạ rồi. Không gầy ế quá các bạn ơi. Mã số 17. Này các bạn xem đi sớm. Đầm tự cái lắm rồi các bạn. Hoành thân đây là 16. Dạ. Cái đế sởm nó lên là 18. Dạ. Cao cây là 31. Kính bầu là 28. Cây số 17 có giá là 700. Dạ 700 ngàn nha cô chú anh chị, mã số 17. Cây đó sổ nôm luôn nha. Nghĩ cũng đi quay bình thường. Có giá là 400 nha các bạn. Dạ, cây này nó nhỏ mà nó khéo, nó quái lắm. Ừ, đó. Quỳnh thân đây là 13. Cao là 25. Bạn nào mới chơi mua cây này chơi nó nhỏ một chút. Giá nó mềm mà nó cũng khá cây. Dạ 400 ngàn mã số 18 nha quý cô chú anh chị. Nó già nó sụ hết trơn nha các bạn. Kính bầu là 26. Cao là 25. Nè các bạn xem nè, nó quái lắm. Nhỏ nhỏ chứ nó cũng có giá. Dạ. Có giá 400, cây 18 nha các bạn. Dạ rồi. Mã số 19. Mã số 19. Dạ, cây nhỏ gọn dễ chơi nha cô chú anh chị.
Quỳnh Thân ở đây là 13. Dạ. Cao là 15. Nó nằm dài là 18. Cây số 19 có giá là 500 nha các bạn. 500 ngàn mã số 19. Có giá là 500. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 20 nha cô chú anh chị. Các bạn thấy cây này quái không? Mã số 20 nha. Đó, các bạn xem nè, nó ngộ lắm đó nha. Cây này đâm tượng sống khỏe luôn đó cô chú chị nha. Quỳnh Thân ở đây nó là có 8 phân nha các bạn. Dạ, Quỳnh được 8. Chiều cao như vậy là 34. Các bạn thấy cái đế sổm mà đo nó vòng lại đây nè, dài lắm nè, từ đây tới đây ha. Đế sổm là cách đây là 20. Nè các bạn xem nó nùi ghế nó làm vậy nó ngộ lắm. Bạn nào thích thì lạ lạ thì mua ha. Cây số 20 có giá là 900 ngàn ha. Dạ 900 ngàn nha cô chú anh chị, mã số 20. Các bạn nhớ mình bao xếp nha, toàn quốc. Đó các bạn xem nó ngộ lắm. Dạ rồi. Rồi mã số 20 là 900 ngàn. Dạ. Rồi, mã số này là 21 nha cô chú anh chị. Cây 21 là cây cuối cùng nha các bạn. Cây này có cái thân nó nu nần hết trơn rồi nha quý cô chú anh chị. Đế sẫm non luôn à. Cây 21 là cây cuối cùng nha các bạn. Nè các bạn xem nha. Nó có bể chỗ này nhưng mà nó da nó cuốn ở trên đây nha các bạn, không có mục vô. Dạ. Mình cho các bạn xem kỹ đó. Đây là hết hợp luôn. Dạ. Quỳnh Thân ở vị trí này là 13. Dạ rồi. Nó nằm với chiều dài cái thân này là 16. Tổng cái chiều cao là 36. Cái đế sổm này nó là 21. Cái hoành cái đế sổm chỗ khu này nó là 48 nè các bạn. Đó các bạn xem kỹ đi ha. Đó. Nó quái lắm. Đó. Cây này 21, cây cuối có giá là 1.700.000 nha các bạn. Dạ 1.700.000 nha cô chú anh chị. Cây đế sổm nơm luôn nha. Cái thân nó nu nần luôn quý cô chú. Dạ rồi. Các bạn thấy cây nó mạnh đó. Cuối clip luôn hả bác Sơn? Ừ, cuối. Dạ. Rồi bác Sơn cuối clip, bác Sơn chào hết tìm con nha. Rồi cuối clip Hồng Sơn thân ái chào tất cả các bạn. Chúc các bạn được nhiều may mắn, mọi sự như ý, muốn gì được cái nấy. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bạn nha. Dạ Hồng xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo tại bài kiện của bác Sơn ạ. Rồi em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị nha.